lần đầu tiên mới thấy mà nhà cô mà để chắc củi mà còn còn một cái đường duy nhất. Dạ. Đây nè, củi nè, quay qua đây nè, củi mà chăn mà cô làm rất hay ha, không cho bung ra ngoài nè, củi văng dây nè, vô lần một bó bó. Vậy là mỗi một ngày là đi là giác lại một bó như thế này. Không có bữa ngày hai cây có luôn. Cây cây. Cây có đâu. Mà chắc cũng hai mươi mấy năm nay rồi. Trời ơi. Đâu có nhiều. Đúng rồi, khi ta bỏ. Đúng rồi. Hai mươi mấy năm nay. Hết hồn luôn. Mến chào cô bác anh chị em, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cô Tư. Ở clip trước mình đăng kênh Cao Hớn á, nhà cô Tư sống trong cái căn nhà rất là mục nát như thế này nè. Mình có trợ duyên tiền của cô bác Mạnh Thường Quân 2,5 triệu. Thì mình có nghe nói là cô Tư còn một người em bị bệnh mắt đằng dưới, cuộc sống cũng hơi khó khăn. Hôm nay mình trò chuyện và mình lên nhà của cái cô đó để mình tìm hiểu. Dạ cô Tư. Dạ. Cô Tư là cái người em của cô Tư đó là bị bệnh gì cô Tư? À đó bệnh mà như vậy đằng dưới gì đó. Dạ. Là bao lâu rồi cô Tư? À, năm nay cũng hai mấy ba chục năm rồi. Bị cái tuổi thiệt của nó thì năm nay nó 59 tuổi mà nó bệnh cũng hai mấy năm. Dạ, làm sao mà phát cái bệnh đó ra cô Tư? Trời ơi, hồi đó bây giờ con cũng đi nó cũng đi hồi gặp mà gọi sao phát bệnh nó nói lắp giáp giáp miệng hoài chú. Rồi từ từ ra cái mới phát bệnh tới giờ luôn. Mà kêu đi thầy bà nó không chịu. Kêu thầy bà thì nó cắn người ta nó không chịu. Đi trị bệnh thầy bà không chịu? Không chịu, cắn. Rồi bây giờ nó cũng đỡ hơn phần đó. Rồi có đi trị thuốc tâm thần gì không? Không có. Rồi từ từ nó như vậy. Chứ không có trị, nó không chịu trị nữa chú. Không chịu luôn, không chịu uống thuốc, không chịu gì hết. Không chịu uống thuốc luôn. Là con thấy là cô đó là thường hay xách những cái cây chổi trên vai và bán ngoài đường ở ngoài khúc vòng cống hoài luôn á. Dạ, đi chú vòng cống mà đi qua tới đầu cầu bển nữa, đầu cầu vòng cống nữa, đi ba tùm lưng chân rồi chú. Con có kêu lại con cho tiền mấy lần rồi thấy tội nghiệp lắm. Dạ đó đó. Mà bà giác mấy cây chổi hoài luôn mà bán không được. Dạ, bán không được. Nào đi người ta cũng cho chút, cho chút đỉnh gì ăn. Giống như là mấy cây chổi đó là giống như là cổ phái loại đi phải không? Dạ. Loại cầm giác vai đi chơi vậy đó. Dạ, giác vai đi. Mà đi tới 2-3 giờ chiều mới giữa này về sớm đó. Đi khi 3 giờ nữa. Dạ. Dạ vậy đó. Tội nghiệp. Rồi em thôi đừng đi nữa, cũng đi hoài hả chú. Chắc bị bệnh đó rồi. Dạ, nó hành. Hành lỗi đi. Mắt đằng dưới giống như là có một cái dông theo phải không cô? Dạ, dông theo. Vậy nó khổ lắm chú ơi. Bây giờ chị em gì cũng khổ hết trơn. Dạ, cô thì cũng khổ nè. Dạ, cô sống trong cái căn nhà mà một nát che những cái cây như thế này nè quý bà con cô bác. Dạ. Một nát gắt hết trơn rồi che cặp cây vô chổi như thế này nè. Dạ. Cái đó siêu cái chổi. Con cũng mong rằng Mạnh Thường Quân có coi clip đó để thương cảm cô, trợ duyên cho cô có chút ít tiền thêm nữa để cô sửa căn nhà cũng như cắt lại căn nhà cho đỡ hơn. Dạ, dở ra cắt lại một mái. Dạ. Rồi lót sàn cái hai thứ có chú. Để dở bây giờ ra không có tiền bạc là chết rồi. Cô đang nấu cơm chiều sao? Dạ, nấu cơm chiều. Ồ, nấu cơm củi. Chưa ăn nên cơm củi. Nãy mưa quá tạt rồi bớt. Rồi mới nấu. Cô trên chảnh thứ mấy hả cô? Chảnh Úc. Cô Úc? Dạ, Úc kép. Cô Úc. Dạ, là đi lang thang hai mấy năm nay luôn? Hai mấy năm, đi lang thang không? Con có kêu lại con cho tiền hai lần rồi. Dạ. Kêu bán chổi mà con không có mua chổi, tại vì mấy cây chổi của cổ thì cổ cầm trên tay với cũng như cho quen thôi chứ không có mới không gì hết. Dạ. Biểu em đừng đi cũng đi, cỡ 4 giờ đi rồi, khi 3 giờ gửi nó chút lội. Dạ. Nó lội, nay gần nữa chú nó lội qua dòng cống, lội qua cầu Bắc Bển rồi đó. Bắt củ lộ vòng vòng đó trời. Có khi con thấy giác củi, lụm củi giác trên vai nữa. Lát ra đội lên đầu. Đội đi qua cầu vòng cống đó chú. Đội đi hoài, đi về tới đây mới thôi em ơi đừng lụm củi nữa. Chú coi nhà củi kìa. Mà biểu thôi em ơi chụm đi đừng lụm, cũng lụm hoài. Dạ. Vậy là lụm củi phái lụm củi về để chắc đóng trong nhà. Chắc đóng trong nhà. Rồi cơm nước ai nấu ăn cô? Mình ơn đi chú. Mình ơn nấu ăn. Cô Út đó nấu ăn luôn. Dạ nấu ăn luôn. Ở dưới này chú biết không, tôi mua đồ ăn khi cho nó cũng ăn. Dạ, cô Tư khó khăn, cô Út cũng khó khăn luôn. Dạ. Nhưng mà cô Út có đó là có khi tỉnh khi mê hả cô? Khi tỉnh khi mê. Cũng khi cũng được lắm, khi nó chữ tôi dữ lắm chút, tôi cũng làm thinh à. Dạ. Thật coi em mình nó ba lơ nó chữ gì chữ. Cơn nó chữ. Rồi hồi đó giờ là cô chưa khi nào mà dẫn cô Út đi khám bệnh hoặc là đi kiếm thầy rồi chứ bệnh hả? Dạ không, nó không chịu. Nó không chịu đi thầy gì chứ. Từ nó đỡ gì đó chú. Dạ. Chứ nó không chịu trị bệnh. Vậy thì mình biết căn bệnh nó gì đó. Nó không chịu.
Dạ, rồi chú thứ mấy chú? Tôi thứ năm. Dạ, chú năm rồi, hồi mấy bữa trước là chú đi công chuyện hả? Con ghé, dạ, con có gặp cô Tư, con dạ, dạ. Con quay clip, con trợ duyên cho cô Tư được 250 nè. Cảm ơn. Dạ. Có gì nói với ổng. Dạ. Dạ, ở đây chú Dương. Cũng mừng ha chú. Dạ, mừng hết lắm. Dạ. Trời ơi, mừng đi cũng không được chú. Xe thì xe tôi cứ đỡ rồi, tôi thấy nó cứ hết hồn. Dạ. Rồi cô Tư, rồi cái cô Út trên chảnh đó mà như thế này vậy đó, rồi dạ. Là cuộc sống bây giờ rồi mấy cái ngày dịch này cổ cũng lội đi hay là ở nhà đi? Không, ngày dịch hôm 3-4 tháng trước điểm được, rồi mới rồi mở rồi chốt giờ đi chút mấy tháng trước ở nhà không. À, cũng chịu ở nhà. Dạ. Còn bây giờ mở rồi tự đi tự dài. Dạ. Dạ. Chứ mấy tháng trước đâu có ai ra đường đâu. Mấy chị dạ, đúng rồi. Không? Ra đường. Dạ, con thấy hoàn cảnh của dạ. Cô Tư gì rồi thêm cô Út trên nữa, dạ, rất là khó khăn cho gia đình của cô. Chú ơi, bởi vì cô Út thì có mấy người con thì lại nghèo khó. Nghèo khó. Cô Tư con, chứ. Vậy bán vật giả. Rồi bây giờ cô Tư phải ở trong căn nhà như thế này nè quý bà con cô bác. Dạ. Cái vách cửa trước á, thì bằng cái hàng rào như thế này nè. Dạ. Mồng tơi leo lên luôn để hái ăn luôn. Nhà không có cửa. Dạ. Và cái căn nhà này 27 năm rồi. Phải không cô Tư? Cách 40 năm đó chú. Mà dạ. 27 năm đó. 27 năm nay. 40 tuổi. Cách 40. Này 67. 27 năm. Có nói quá lâu. Rồi. Ủa vậy là Út ở trển là đó giờ là không có chồng ha? Dạ không có chồng mà chú. Dạ. Ở viện không à? Dạ vậy con có thể con nhờ cô dạ, cô Tư dẫn con lên nhà Út. Con sợ đi. Mấy con lạ tới không biết cơ cổ có chữ không, hay là gì không? Đi cho dẫn lên chứ. Dạ. Nhà cô Út nằm ở trên đây. Nè, độ có cô Út. Hả, à, bán ế hả? Đây, nhà của cô Út đây. Chào cô. Con gặp cô mấy lần ngoài đường, con gửi tiền cho cô đó, con nhớ không? Chắc không nhớ quá. Con nhiều cũng cho đi chú. Có nhiều ông thì cho, nhiều ông không cho, anh biết đâu à. Ôi, nhặt củi nhiều vậy đó hả? Trời ơi, đây nhà coi nè. Rồi bên hông này nữa. Rồi nước đá này không có để vô cao, để vô uống nữa hả? Tao đi vô nhà tao. Trời ơi, củi coi nè. Thôi cái này mà bán biết bao nhiêu tiền. Ây da, sao chà trứng hả? Ây da, cứng ngắt. Trời ơi. Củi coi nè, coi cốt coi nè. Đi nhặt củi về để coi nè. Rất là bài bản luôn. Quà, quà sát vô cái này luôn coi nè, hiểu. Trời ơi, trời ơi. Nhìn... Ở đâu? Cầu dòng cống đổi về đây không? Trời ơi, coi nè. Trời ơi, coi kìa. Thôi, hết hồn luôn. Trời ơi. Trời ơi, coi nè, củi coi nè. Chưa, chỉ còn còn một cái đường đi vô. Còn trong đây là... Trời ơi, ngoài đây thêm nồi chách rồi củi nữa nè. Trời ơi, cái bếp. Đây quá trời độc lạ luôn rồi. Cái bếp nấu ăn nằm tuốt ở trong đây và cái hẻm. Đây nè, cưng vô đây cưng coi nè. Cái điểm ơi ơi. Rồi củi cắt chắc gì đấy, lỡ nó cháy thì sao trời. Ê ê. Để anh gọi đèn pin lên coi nè. Cái lò củi ở đây nè. Cái lò củi nhỏ xíu như thế này mà chừa cái đường lộ đi ngang đây. Để gọi đèn pin lên. Đó, đây nè quý bà con cô bác, hai bên đều củi nè. Mà đây là cái bếp củi đi nấu luôn không? Rồi bếp củi nấu nè. Mấy năm trời đó. Rồi bên đây, cái vách này. Rồi trên đây thì mấy cái nồi chách đen nè. Không có chùa giữa chân. Ôi ôi, từ trước ra sau củi không? Lần đầu tiên mới thấy mà nhà cô mà để chắc củi mà còn một cái đường duy nhất. Đợi mẹ đi nhà vậy đó cậu ơi, tôi đi tối ngày. Dạ. Coi nè, củi nè, quay qua đây nè. Củi mà chăn mà cô làm rất hay ha. Không cho bung ra ngoài nè, củi văng dây nè. Văng dây rất là hay luôn. Rồi đây nữa nè. Đây một cái gốc cây bự này á. Gốc cây cũng đem về đó. Cây ổi quá. Rất là ngăn nắp ha. Rất là ngăn nắp luôn. Rồi ở trên đây thì tùm lum hết tới cái này, không biết cái gì đây. Đây. Hai bên đều củi giáp hết.
dây. Rồi dây treo như thế này. Không có Út, ngồi đây có Út, mình cho chuyện ngồi trong đây cờ vậy không? Rồi củi như nhét đầy dưới sàn luôn. Rồi cái này chậm biết chừng nào mà hết. Rồi ở trên đây coi nè. Dạ dạ. Khổ lắm ha. Khổ từ từ ta cho than hoài trời. Rồi. Rồi. Cô bán cái gì đâu? Chổi này đây hả? Chổi mà bán mười mấy năm nay gặp cũng vẫn còn mấy cây chổi này hoài luôn. Chổi này đó hả? Chổi hoài. Còn nhóc hết trơn cậu ơi. Nhiều lắm. Để còn nó ướt á. Mưa tháo ra giùm được rồi, chổi chổi lên chổi. Cột sợ mưa đó. Có mấy cây này là gặp cầm hoài luôn nè. Không dứt nè. Rồi sao nè, cô Út nói than không có tiền. Mà sao củi con thấy nhóc hết trơn xong bán cái này cũng cả triệu, 2 triệu á. Để dành chụm. Chụm biết chừng nào mới hết. Để dành chụm. Đợi từng từng lần nói cho chụm mấy hồi nội gì nói chụm mấy hồi ta đi ngang đợi dành chụm ta nói với tôi đội qua cầu cô này về đội củi mà lụm củi là mấy chục năm nay thì chắc được gì để dành chụm con ha chú biết thằng nó để ngoài nước mưa nó hâm củ này là tài sản của cô Út đó. Rồi cô Tư, cái nhà này là chắc hội từ thiện cắt hay gì cô Tư? À, này bên mà cây ở nhà rồi cháu buộc cắt của nó cắt cho nó. Chúng là tiếp tôi chứ tôi làm nên nó không nổi cậu ơi. Dạ. Lớn cũ lỗ không nổi. Cây nhà kiếm tiền xong chút cắt cho nó. Chợ đau bệnh nó cậu hai. Dạ. Không nổi coi như lỗi bậy nó bị ai cho thôi. Út năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm mấy rồi? Năm chín. Năm chín. Cho con gắn cái mít lên đây mình nói chuyện hút cái nha. Chứ tôi vậy lớn tuổi mà không nổi cậu hai ơi. Biết rồi. Trong tay cho tôi gì tôi do tôi mệt. Trong cho tiền hả? Ừ, trong cho gạo thóc. Thích cho tiền lắm phải không? Ừ, cho tiền kiếm ăn sống chứ giờ không làm gì nữa. Để dành đó. Dạ, để dành đau ốm bệnh hoạn nữa, không có ai chết. Có tiền là chết. Rồi tự ông dài rồi không có đi ra đường được rồi cô bác có gửi tiền cho không? Không, ai cho chứ nó chụp gì đó. Nó hỏi ông nó cũng chụp vợ vậy thôi, chụp tới giờ thôi biết. Cho 50 triệu ăn chứ đâu có nhiều cậu ơi. Biết xài tiền không? Biết, tôi xài lai gai tôi để dành đau. 1 triệu, 2 triệu biết không? Biết. Biết luôn. Ừ, 2 triệu tôi để dành. Giá tiền lớn biết không? Biết. Biết luôn. Mà đều ít mình xài đó cậu, nhà thiện. Trời ơi, dạ. Mà, má ơi, lội cực khổ lắm, lội khi được không được không, mới đỡ khổ. Cậu khi tối ngày. Lần đầu mà thấy được cái con mà chắc củi lên nè, nửa nóc nhà rồi. Cậu hai, cậu biết không? Cậu biết không? Đi để ngoài không có được. Tôi đi đóng cửa đi bốn vùng chiến thực, không ai gì đó đó. Đi bốn vùng chiến thực luôn. Ừ, không ai gì đó, quá trời củi vậy. Tôi đem gì để đó. Thấy dường như đi ngoài đường cái thấy buồn buồn sao đứng hát nữa phải không? Không có. Có hát không? Không, tôi đi rồi gặp củi tôi đừng bỏ. Tại chuyện đó thấy cô đứng nhấp nhép tưởng là cô hát chứ. Cậu biết không, tôi thấy bỏ uổng đấy, cậu hai tôi dắt đem gì à. Ừ, cửa bỏ uổng. Dắt nhép cái miệng vậy đó. Cậu hai giờ ai chụm củi, tôi thấy bỏ uổng, tôi đem gì à. Ừ, tôi đem gì à, bậy bỏ nữa mẹ ơi. Cô họ tên gì? Hồ Nguyễn. Nguyễn gì? Nguyễn gì kép. Nguyễn Thị. Ờ. Nguyễn Thị Kép. Ờ. Mà cái đó cậu có chụp tôi sao tôi cũng quên luôn á, tôi không nhớ. Dạ, con có đi ngoài đường gặp cô hai lần gửi tiền cho cô rồi. Không biết. Giờ lâu rồi nha. Cũng trăm có cho ơn 100 ngàn. Dạ, ừ, có 100, 200 gì lâu quá. Dạ. Cũng do vậy đó. Mà điều đặc biệt là cô Tư thấy cô Út nè, sắp xếp mấy cái củi vô bó và để rất ngăn nắp. Rồi tối cô ngủ đâu? Ngủ chấm. Ngủ đây. Ừ. Cái giường cũng dằn củi lên luôn hả? Ừ. Không có dằn này là tối lấy củi ra. Lấy củi ra. Thôi rồi đọc lạ rồi thêm mấy cái miếng mút này nữa. Ngủ cho nó. Cái miếng mút này là sao có miếng mút này? Lót. Cái đó lót cho lấy đó cậu hai. Cái cho lót khi chồng. Đi cho đi chú. Đi quả gì vậy chứ đó. Trời ơi. Ở đây không có nhờ điện cho được chứ hả? Sao đi giàu hả? Đi giàu ha. Vì tôi đi đóng cửa đó cậu hai, không có nhà điện cúp đó cháy chết. Tôi đi lối ngày không được. Tôi đi á, sáng tôi đi tới chiều rồi điện. Sao lúc mà lúc đó còn trẻ mệt mỏi sao cô Tư kìa, cô Tư dẫn đi uống thuốc với hoặc là đi trị bệnh sao cô Út không chịu đi? Đi đâu lớn tuổi rồi hết đi rồi đâu đi trị bệnh cho hết bệnh cho khỏe đi tùm lum hết trơn cậu ơi, tới giờ lớn tuổi rồi giờ đâu biết mấy bà cái giọng vợ thì tôi ở hỏi nó đó cậu ơi hỏi người ta hỏi đường này trả lời đường khác giả bộ đánh con lãng hả ai biết đâu à thì cũng lớn tuổi không biết cậu ạ. Dạ không biết thiệt à tùm lum hết trơn cậu ơi, tôi bị gì đi tối ngày sợ điện cúp cái cháy đó cậu. Tôi đi sao con hỏi cô Út nè, là sao mà cô Út lại ngày nào cũng thích đi mà cầm mấy cây chổi đi bán hoài. Đi bán chứ không bán lấy ăn cậu hai ai. Dạ con biết rồi, nhưng mà mấy cây chổi bán đâu có được đâu. Bán ra ra được có 20 ngàn mà lỗ. 20 ngàn bạc. Bị sao dịch chứ không dám đi, đi vòng vòng kiếm tiền rồi thôi.
cà phê. Uống cà phê đó hả? Chẳng qua gì đặt cái đó uống. Chứ tiền rồi, chứ không giống đâu bà bỏ. Và cái điều thứ hai nữa nè, cô Út làm sao mà cô Út lại thích mà đi lụm củi nhặt rồi bỏ đầy nhà dữ vậy? Cái dành chùm. Biết cái dành mà đi dành vừa vừa thôi sao mà nhiều thứ cả. Trời, cô ơi đem gì bỏ uống để dành chùm hoài. Lâu chùm mới đợt chứ cậu hai. Rồi hết thì ba cũng bự nữa. Vô lặn một bó bó. Vậy là mỗi một ngày là đi là vác lại một bó như thế này. Không có bữa cây hay cây gì có. Lộn. Cây cây. Cây có đâu. Ha, chắc cũng hai mươi mấy năm nay rồi. Trời ơi. Đâu có nhiều. Giống là thấy ta bỏ. Hai mươi mấy năm nay. Hết hồn luôn. Dạ. Cậu biết không, bỏ uổng. Bán ra gì không? Bán uổng. Rồi cơm nước là cô Út tự nấu ăn luôn. Nấu ăn đó. Nấu ăn đó. Cái gì vậy? Mấy ngày mới tắm một bữa. Ngày nào tôi tắm chứ không phải. Dạ bộ á, cô Tư hồi nãy nói 2-3 ngày mới xuống sông tắm rồi. Mấy khi tôi tắm rồi đâu có dơ, mình mấy khi bụi bẩm nữa, tôi đứng đi gì. Nói chung là bữa nào mình không có dơ thì mình không tắm. Cái gì đó tắm. Tôi đi tối ngày trời ơi đi quán không có bộ rồi tắm. Đi giúp nhôm nhắc thì biểu đâu đi. Công nhận nể phục cô Út thiệt. Củi mà cổ đi mà xa cách khoảng 5-6 cây số, quý bà con cô bác mình từng gặp cô Út này ở ngoài phía phà Dòng Cống và Túc ở dưới kia. Tôi gặp thì cô Út hai mươi mấy năm nay nè mà vác củi về lần một cây hai cây mà lại bắt hành bó và đầy nhà như thế này nè. Tại vì tôi đã chắc đầy hơn nửa nhà luôn. Đây chỉ còn một cái đường đi vô nhỏ như thế này thôi. Còn những cái bọc trong đây cô Út đâu? Cô Út, cô Út, cô Út vô đây chỉ con cô Út. Cái đó mù chiếu. Trời. Nào, quý trời. Quý dụ như cái này nè. Chổi. Chổi đó cô hai. Cái chổi đó đó. Cái này là chổi. Chổi dạ. Mà để dành bán. Còn cái này là thao nồi là cô mua hay là người ta cho? Mua cậu hai ơi. Trời ơi. Còn dễ vậy cho. Còn nón đó kìa, nón là nhặt về hay sao? Đậy đậy lại đó đi, đậy lại chứ đâu bỏ. Là cô nhặt mấy nón cũ người ta bỏ hả? Lộn đậy đó, đi đồ. Trời ơi, rồi giỏng cũ cô nhặt về nhóc hết trơn kìa. Tôi đi rồi tôi bó lại ra đâu đó. Cái này là cũng nhặt về luôn hả? Ghế ta cho đem về. Trên đó là gì cô giỏng luôn? Là chổi rồi giờ cậu hai, chổi rồi cái đồ quần áo với điểm rồi đó. Ôi ôi, nể phục cô thiệt. Rộng cậu ơi. Công nhận. Tôi đậu lâu rồi, tôi để đứa bỏ uổng cậu hai. Hết hồn thiệt, củi, tôi nhìn cái củi con hết hồn luôn. Ở ngoài còn nhóc luôn. Có nhiều. Ở ngoài đây còn nữa nè, quý bà con cô bác. Có đó không, của bà. Ngoài đây che nữa nè, nhóc luôn. Cô bà của tôi đó chứ, tôi chặt rồi, để chụm, nhà đá nhà đá đó. Tôi có nhiều đó hả? Có nói gì lắm. Của tôi có nhiều đó cậu hai ơi. 120.000 thước. 120. Mà hết cái nhà này biết nhiêu khoảng nhiêu thước củi cô không Tư. Thôi bây giờ gì nè. Cô Tư không có củi chụm kìa, móc cho cô Tư chửi. Nhóc hết trơn cho bả nhóc. Cho nhóc luôn hả? Giẫm cái củi nó gì chụm. Vậy là tài sản quý nhất của cô trong nhà là củi. Cô vui quá. Vậy đó. Trời quá chụm thiếu cho gì để dành chụm đó hết. Cô Út là thích đi ra đường để cho bà con có bắt cho tiền lắm hả? Đi bán thì cho nó ra sống đó cô hai. Dạ. Chứ giờ không có là mua đồ ăn rồi uống đồ chứ giờ ngồi chứ có ai đâu cho. Dạ. Đừng có mua thịt mua cá nấu cơm gì tôi mới nấu cơm cho cậu vô đó. Dạ. Mua bán nấu cơm nước ăn. Chứ ai cô Út có biết là mình bệnh không? Không biết cậu ơi, tôi đi đường không biết luôn. Tôi dạ. Kiếm tiền với bà khác. Chỉ thích là đi kiếm củi, đi lang thang người ta cho tiền thôi. Mua cá đồ ăn. Có chữ lộn với người ta không? Tôi không chữ gì đó. Vậy là im rồi. Dạ, đi gì mình hiền, mình khỏe, người ta cho tiền ha. Đi bán chỗ gì đó cậu ơi, đi mua chỗ để gì băng. Đi lang thang. Cái ghế giá chừa, cái mấy cô chạy ngang cho 5 chỗ. Khi 20 có hơn thôi. Chạy ngang ngang gặp nó mệt. Chạy nó nghỉ mệt đó. Ghé thì gặp tôi cho 5.000. Dạ. Cũng có cà phê đồ. Rồi bữa nay thích con cho tiền không? Thích cho. Tôi cho như tôi cho, cảm ơn cậu. Chừng nào vô cậu vô. Dạ, rồi cầm máy giùm anh cái hiểu. Cậu chừng nào cậu cho tôi, cậu cho. Dạ, rồi. Nhà thì thấy gì đó có hai nhà gì. Rồi. Nhà gì cậu thấy tôi biết mà. Tôi không biết chừng đó ông đóng cho tôi nói gì tôi học cái ông ít. Cái ông chụp hình. Dạ, ông cho. Chị em tôi cũng khổ lắm chứ mấy bà này có chồng vợ trơn. Trời con tư. Con xin gửi cho cô 1 triệu. 500.000 của cô cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ. 500.000 của anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ. Cô xin trích thiện nguyện hai quỹ của cô chú anh chị này để gửi cho cô 1 triệu nha. Cảm ơn nha. Cho cô đỡ mấy mùa dịch nha. Chừng nào vô đây vô ha. Dạ. Vô nha. Dạ. Có vô.
Mà tôi mừng lắm. Cắt đi cưng. Ờ, nghe dạ. Cô hai. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, tôi trông ai. Con tên Hớn. Ờ, nghe cô Hớn. Dạ. Cô thấy không, bữa hổm giờ học bà nội này, ông nội đó chụp hình tôi. Tới giờ nó không tiêu cho cậu không ai chứ tôi. Ai chụp? Dạo, dạo đường vậy ta. Không phải, tại thấy cô đẹp quá anh ta chụp. Chụp hình, có 100 ngàn. Rồi, rồi, giấy này biết nhiêu không? Dạ. Cái giấy tiền này nè. Giấy 500. À, chị biết xài ha? Biết hả cô Tư? Biết. Dạ, bà cảm ơn nha. Bà cậu gửi nhà chị đó là hai tôi khổ vậy đó. Lâu vô cắt kỹ nha. Ừ, tôi biết chứ. Cắt kỹ cho người khác nha. Tôi kỹ lắm chứ. Dạ. Trời, tiền bạc tôi cắt không ai biết được chứ. Nhà tôi đi tùm lum. Nhét vô mấy bao cũ nè, ai biết. Tôi không đi hả? Đi đi tùm lum mà có hai đứa uống cà phê. Rồi tầm quán. Dạ trời, trầm quán luôn. Thôi đừng có xài tiền phung phí nha, để dành tiền mua đồ ăn nha. Trời ơi, tôi thì mua thuốc men uống cái đồ. Để dành mua thuốc uống đó. Cậu hai tôi đi bán đi gầy nha, nha. Tôi cũng dạ. Được vài 3 triệu tôi cắt để dành. Trời, được vài 3 triệu luôn. Ừ. Sướng nha. Chứ là bán mặn nằm không dư chết rồi. Dạ. Lội bán nằm không dư giả chết luôn. Ừ, cảm ơn cậu. Cốt dư được bao nhiêu rồi? Dư được 3 triệu, này nữa 4. Thôi ôi, nhiều quá ha. Đúng không, dự bạc cái gì. Chứ dịch nè cô hai, đau ốm có số tiền cha ơi, tiền tôi đau lận đau bệnh á. Ờ, bệnh đó. À, vậy mình đã dành đi, khi nào có trục chặt gì thì mình sử dụng tiền nữa. Cậu có vô chưa đây nghe cô hai? Dạ dạ. Con vô đây có Út vui không? Vui thiệt. Không có nấu cơm con ăn không? Được. Rồi chút sọn cho con bó củi con đem về đấy. Ờ. Nhà hết củi rồi. Cô hai cứ vô gặp bà này đưa nha. Dạ. Nhà tôi hay đi á. Dạ. Đi suốt đi kiếm củi chứ gì. Ừ, không đó, đi bán người ta cho đó cậu. Dạ. Tôi nói ông đó, ông chụp hình ta dài dài mà biết cái sắn á, lỡ nữa. Rồi tôi chỉ qua cho Quỳ Lạc. Biết Quỳ Lạc không? Có quay Quỳ Lạc không? Dạ. Ai biết Quỳ Lạc tôi không nhớ nữa. Rồi bây giờ hai con có công chuyện trò chuyện với cô, cũng gửi cô ít tiền để cho cô có được đỡ hơn ha. Thì mấy con chúc cô Út với cô Tư nhờ giàu sức khỏe nha. Cuộc sống của cô Tư với Út gia đình rất là khó khăn luôn quý bà con cô bác. Khổ lắm cậu. Cô Út thì quý cô bác thấy rồi đó. Còn cô Tư thì nhà dưới sụp sợi còn dở hơn cái căn nhà này nữa. Đó rất là khó khăn. Có được không cô hai? Cắt đó, tiếp vô đó, được không? Dạ. Rồi tiền đó như cậu mình cắt rồi. Dạ. Mưa giông ở đâu. Rồi thôi con xin chào cô Tư, cô Út mấy con về nha. Dạ dạ. Rồi con Hấn xin tạm dừng clip tới đây ạ. Gần tuổi tôi đem vô để ngoài chúng cắt. Dạ dạ con biết rồi. Dạ dạ.